Nếu như Tannoy và Akufei là một cặp bài trùng được anh em thường ví von là phối ghép giống như cậu với mợ, thì hôm nay Báo Hùng Audio sẽ gửi tới quý vị bạn một trải nghiệm mới để chúng ta cùng thưởng thức âm thanh đến từ Tannoy, nhưng mà với một cái bộ phối ghép khác, đó chính là bộ Power Macintosh có model MC611. Và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh của hai thương hiệu này với nhau, xem nó sẽ cho ra một cái màu âm gì giữa Macintosh thiên nội lực và khá là mạnh mẽ. Thêm nữa thì cái nền âm rất là tĩnh. Chúng ta sẽ cho phối ghép với loa Tannoy Canterbury 15GR mà Báo Hùng Audio đang set sẵn ngày hôm nay ở đây. Canterbury GR thì là mẫu loa mới nhất và hiện đại nhất cũng như là chất lượng nhất của Tannoy trong series Canterbury tính tới thời điểm hiện tại. Nó hội tụ đầy đủ những cái vẻ đẹp cũng như là những cái công nghệ lõi của Tannoy đều áp dụng hết cho cái mẫu loa này. Và chúng ta nhìn thấy là một cái cặp loa được hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ và rất là đẹp luôn. Đó, với một cấu trúc loa 40 cm, màng giấy và sử dụng loại gân đặc trưng của Tannoy, đó chính là gân vải xếp 2 tầng. Đó, thêm nữa thì kiềng bên ngoài được họ làm mạ vàng một cách rất là tỉ mỉ, kèm thêm một cái chi tiết rất là nổi bật ở phía dưới, đó chính là một cái hệ thống để chúng ta tinh chỉnh giải cao cũng được mạ vàng rất là đẹp mắt. Với cái hệ thống tinh chỉnh này thì chúng ta có thể chỉnh tăng hoặc là giảm giải cao theo nhu cầu và theo sở thích cũng như là gu nghe của mỗi người. Đó, để cho một cái giải cao vừa tai nhất. Rồi, và phía bên trên của loa chép đồng trục thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là họ mạ vàng, cái chi tiết này vô cùng là độc đáo. Và cái họng kèn này thì được nằm sâu ở bên trong và đồng tâm với lại cái củ loa bát. Chính vì vậy thì chúng ta gọi nó là củ loa đồng trục. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta sử dụng cái củ loa đồng trục như này thì cái chất lượng về âm thanh của cái loa giữa loa bát và loa chép thì nó sẽ tới tai người nghe một cách đồng nhất, và đương nhiên là nó sẽ có lớp lang rất là đầy đủ luôn. Đây là cái cấu tạo đặc trưng của Tannoy Canterbury GR. Ngoài ra thì về cái mặt gỗ thì chúng ta cũng có thể thấy là một cái loại gỗ lạ được Tannoy sử dụng thường xuyên với cái vân là gỗ óc chó rất là đẹp mắt. Và điểm nổi bật ở đây là hai cái hèm gỗ. Đó, và hai cái hèm này thì họ làm bằng nu cho nên là nó sẽ nổi bật cái vân ở phía trên nóc và phía bên dưới của thùng loa. Đó, nổi bật hơn với lại các cái đường gỗ còn lại. Và ở trên cái thùng loa này thì cũng có một điểm rất hay, chính là chúng ta có thể sử dụng đóng hoặc là mở cái lỗ thông hơi lại để cho chúng ta chơi ở những căn phòng có những cái đặc điểm âm thanh khác nhau. Ví dụ như là với một căn phòng mà nó bị dư giải trầm thì chúng ta có thể kéo cái lỗ thoát hơi này xuống để bịt lại cái lỗ thoát hơi và sẽ làm cái giải trầm được gọn hơn. Còn nếu như phòng nào mà chúng ta muốn tăng giải trầm lên thì chúng ta có thể mở cái lỗ thoát hơi ở hai bên này lên để cho cái giải trầm được gia tăng thêm và nó sẽ dày hơn. Đó. Và hôm nay thì Báo Hùng Audio sẽ set với lại một cặp Power Macintosh MC611 để chúng ta cùng trải nghiệm âm thanh một cách thay đổi đi so với lại những cái phối ghép trước đây là hay phối ghép với lại Akufei, đúng không ạ? Đó, và Macintosh MC611 thì là một đôi power monoblock bao gồm có hai khối cho kênh phải và kênh trái em đang đặt ở hai bên đây. Đó, với một cái màn hình hiển thị rất là lớn, kim vu của Macintosh thì ve vẩy rất là nhẹ nhàng và mượt mà, với cái nền màu xanh vô cùng là nổi bật trên cái màn màu đen. Đó. Và thêm nữa thì Macintosh MC611 cho một cái ngưỡng công suất rất là lớn, lên tới là 600W trên một kênh ở mọi ngưỡng trở kháng 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Đó, chính vì vậy thì có thể phối ghép được với hầu hết mọi loại loa trên thị trường hiện nay. Đó, và thêm nữa thì đây là cái sản phẩm cao nhất trong cái series đầu 6 monoblock của Macintosh, với rất nhiều những cái công nghệ độc đáo của Macintosh, ví dụ như là sử dụng những cái biến áp xuất âm chất lượng cao do chính hãng Macintosh nghiên cứu và phát triển rất lâu năm rồi, đó, cho chất lượng âm thanh vô cùng là tự nhiên và các cái giải trở kháng đều được ổn định ở một cái ngưỡng công suất giống nhau. Thêm nữa thì họ cũng có một cái công nghệ đó là mạch cầu trì ảo để bảo vệ cầu loa. Đó, khi mà loa xảy ra sự cố gì thì cái mạch cầu trì đó sẽ ngắt và sẽ không đưa điện ra cầu loa, giúp giảm thiểu cái khả năng bị chập cái cầu loa. Đó là một cái điều rất tuyệt vời trên chiếc Macintosh MC611 này. Và hiện tại thì cái bộ đôi sản phẩm này, cặp loa Tannoy Canterbury GR với mức giá là 589 triệu đồng,
do bên công ty Anh Duy phân phối và Magnetot MC611 có mức giá là 504 triệu đồng do bên công ty Đông Thành Hòa Phúc phân phối với mức bảo hành lên tới là 2 năm cho cặp bao và 1 năm cho cặp loa. Đó, quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Bảo Hùng Audio thì bên em luôn luôn có những cái mức giá chiết khấu vô cùng tốt để mọi người có thể giao lưu và trải nghiệm được một cái mức giá tốt nhất. Do bên em thì tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho nên là sẽ chiết khấu vào cái mức giá tốt nhất để mọi người cùng chơi. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm thanh đến từ bộ đôi phối ghép Tannoy Canterbury GR và Power Magnetot MC611 này nhé. Hãy subscribe.